Giờ mình thích làm sao? Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi, anh từng ngỡ sẽ dài. Nhưng người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua. Này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Oh, 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 oh. Top 5 cây đàn guitar đáng mua nhất năm 2023. Top 1 Rosen R135 màu ngọc trai đen giá chỉ từ 1.250.000. Cả màu vàng nữa ông ơi, có cả EQ này. Top 2 Rosen G15 gỗ thịt nguyên tấm màu nâu cánh gián anh em ơi. Vẫn có cả phiên bản màu vàng cực kỳ ấn diện. Quá diện luôn đấy, giá chỉ từ 1.990.000 đồng. Từng trôi nón xanh mơn man, từng ngàn thương anh giờ là Key 03. Chính là cái đàn top 3 đáng mua nhất nhanh em nhá. Key 03 xanh lá hay là xanh ngọc, sơn bóng 8 nước và gỗ thịt nguyên tấm, giá chỉ từ 2.190.000. Top 4 là guitar Key 02 như thế này cho anh em nhá. Mặt top là gỗ thông nguyên tấm này, eo lưng là gỗ sapili, khảm chai quanh vành vùng và đẹp lỗ thoát âm. Đặc biệt nữa, lược ngựa bằng xương. Đấy, giá chỉ từ 2.290.000 đồng. Top 5 chính là cây đàn guitar Key 02 Plus như thế này. Full gỗ qua, sơn bóng 8 lớp, có vát 3 veo như thế này cho mọi người ngồi đỡ bị đau tay nhé. Lược ngựa cũng bằng xương, dây thì là dây Daradio đó. Giá giảm chỉ còn 2.850.000 đồng. Tất cả các sản phẩm của bên hệ thống nhạc cụ Key Music đều được bảo hành trong vòng 3 năm, một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi bất kỳ của nhà sản xuất. Và ship COD tận giường cho anh em nhé. Nhận hàng kiểm tra ưng ý rồi mới phải thanh toán.